từ hân hoan chờ đón tất cả quý vị khách quý, các chị nghệ sĩ, các bạn tài năng nhí cũng như là các chị nhà báo phóng viên đang đến tham dự chương trình ra mắt loạt phim Pokemon trên Fox tại nhà quý vị cùng mời buổi sáng ngày hôm nay.